Hello, xin chào tất cả mọi người. Đờ mà nghe quen thế nhỉ? What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của Box Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho anh em một cái bộ bàn phím và chuột cực kỳ là cute và phô mai que. Thì các bạn nhìn đấy, đây nó chỉ toàn là một màu vàng mà thôi. Các bạn đã thấy cái sự khác biệt rõ ràng chưa? Nhìn rất là cute. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng mở hộp và đánh giá nhanh lên bàn phím và chuột này nhé. Ok, intro nào. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn sơ qua cái hộp của em này nhé. Một cái màu vàng chóe được nổi lên. Nhìn là mình đã biết là con bàn phím này không hề bình thường rồi. Đó. Cái hộp của nó sẽ có in cái hình bộ bàn phím chuột ở ngay đây. Và nó sẽ là bộ bàn phím chuột không dây. Đến từ hãng PSPY như thế này. Đấy. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái hình phím và chuột. Ở đằng sau này chúng ta còn có nhìn thấy một cái hình cái lót chuột nữa. Tuy nhiên thì cái lót này nó không có bao gồm ở trong cái bộ bàn phím này nhé. Đó, chúng ta sẽ có cái hộp có in ở đây có 3 màu là màu vàng, màu đen và màu xanh. Xanh này là xanh da trời đấy. Ok, cái mã hiệu của em này sẽ là K68 nha mọi người. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng mở hộp qua cho các bạn coi nhé. Cái hộp này thì nó khá là dài tại vì nó bao gồm phím cơ chuột mà. Phía bên trong này chúng ta sẽ có thêm một cái hộp mỡ và cái hộp này sẽ hoàn toàn là màu trắng. Đó, nhà sản xuất cũng khá là kỹ lưỡng cho cái việc bọc cho cái bàn phím này. Wow, ở phía bên trong này chúng ta sẽ nhìn thấy có một chiếc bàn phím được bọc lớp xốp ở ngoài như thế này. Đó, phím này là không dây cho nên khi mình mở lên thì có cảm giác rất là gọn gàng. Mình sẽ mở cái bọc này ra. Để cái bàn phím sang một bên. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái khay. Và trong cái khay này chúng ta sẽ còn có một con chuột nữa. Đó, cực kỳ cute luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng các kiểu. Này, có rất là nhiều nút. Và cái sách này nó sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh nha các bạn. Có cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc nữa. Cho nên nếu mà các bạn không hiểu gì có thể mở ra sách đọc. Còn nếu như mà các bạn giỏi tiếng Anh thì ok, quá đơn giản rồi. Và đây chính là cái bộ bàn phím và chuột không dây K68 ngày hôm nay. Thì các bạn đã thấy là cái màu chủ đạo của nó sẽ là màu vàng. Và cái thiết kế của cái bộ nút của bàn phím này sẽ là nút tròn như thế này. Có cảm giác như là những cái phím mà đánh chữ ngày xưa ấy. Nhìn khá là độc và lạ. Một cái đặc biệt nữa đó là chính là cái bộ nút của này nó sẽ được sơn màu. Giống như chúng ta được chơi keycap vậy. Nó sẽ sơn màu khác biệt chứ không có giống nhau một màu. Ở xung quanh này thì chúng ta sẽ có cái bộ màu vàng. Ở giữa thì sẽ là kiểu màu da. Màu da nó hơi vàng nhạt một xíu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số các cái nút nổi bật như là nút cắt đây. Và nút Enter phía này. Đồng thời có nút ESC nữa. Nút cắt thì chúng ta sẽ có cái hình con vịt và có chữ Be Happy. Ở phía nút Enter này thì chúng ta sẽ có cái hình con vịt và có chữ Fighting. Nút ESC sẽ là cái dấu chân vịt. Khá là đặc biệt, nhìn rất là cute. Đó, nhìn rất là dễ thương luôn. Phải nói là một trong những cái bộ bàn phím mà mình thấy nó siêu dễ thương như thế này. Chúng ta sẽ đến với con chuột. Con chuột của em này thì thiết kế theo kiểu chuột dạng dẹt. Cái chuột dạng dẹt như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái bạn là dùng văn phòng thôi. Muốn nhỏ gọn mang đi tiện lợi. Chứ không phải là dành cho những bạn gaming. Tại vì mang những con chuột như thế này nó sẽ khá là mỏi tay. Ở giữa thì chúng ta sẽ có nút tăng giảm DPI. Em này có lên tới 4 nấc DPI đó các bạn. Không phải đơn giản đâu. Không giống như những cái con chuột văn phòng khác nó không có thể chỉnh DPI được. Ngoài ra con lăn thì sẽ được làm bằng cái màu kim loại bóng lên, nhìn khá là nổi bật. Với cái con lăn này thì mình lăn có cảm giác rất là sướng. Cái khắc của nó khá là rõ ràng, nên khi mình lăn thì nó sẽ có cái cảm giác rất là tê tay. Về cái nút bấm của em này thì sẽ là nút Silent. Nút Silent thì bấm nó sẽ không kêu. Đây mình bấm thử cho các bạn coi nhé. Nó kêu rất là bé, dành cho những bạn nào mà không thích sự ồn ào. Ở bên thân con chuột thì chúng ta còn nhìn thấy có một cái hình của một con vịt nữa. Đây là con vịt vàng. Và nó sẽ có chữ Be Happy ở đây. Một con vịt này khá là dễ thương. Ở phía đằng sau con chuột thì khi chúng ta mở ra chúng ta sẽ có một cái khay. Khay này thì sẽ là đựng hai cục pin. Hai cục pin này sẽ là cục pin 3A. Đó, hai cục pin 3A. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ, ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái đầu USB dùng để cắm vào trong các thiết bị để mà nhận cái bộ phím chuột này nhá. Các bạn lưu ý là nếu mà bị mất cái này là mình sẽ không sử dụng được cả phím lẫn chuột luôn. Tại vì cái này là dùng chung. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mắt đọc và hai cái phím chuột ở đây, không có gì nhiều.
Ok, quay trở lại với bàn phím thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đơn giản, một thiết kế full size 104 phím đó, và nó sẽ có một cái khung màu vàng ở xung quanh đây. Ở giữa sẽ là màu vàng nhạt làm cho cái bàn phím khá là nổi bật. Đồng thời là thiết kế này sẽ toàn hoàn toàn là bằng nhựa, một cái khung bằng nhựa, một cái phím bằng nhựa, một cái keyboard bằng nhựa, tất cả đều là bằng nhựa các bạn. Cho nên chúng ta sẽ khi cầm lên chúng ta sẽ có cái cảm giác là cực kỳ nhẹ luôn. Nó rất là nhẹ tại vì cái này nó sẽ hướng tới với lại cái đối tượng mà là dân văn phòng nên sẽ hay mang đi sử dụng. Và đồng thời thì nó sẽ bị không bị giật như những cái bàn phím dùng kim loại khác. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy cũng hoàn toàn là màu vàng luôn và chúng ta sẽ có bốn cái phít bằng cao su ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mở ra thì chúng ta sẽ có một chỗ để đựng một cục pin, và cục pin này đặc biệt lại là sử dụng cục pin 2A. Khác với con chuột thì nó sử dụng cục pin 3A thì con bàn phím sử dụng pin 2A khá là bất tiện. Ok, về cái cảm nhận gõ phím cũng như là bấm di chuột thì nó sẽ như thế nào? Về cái gõ phím thì do nó là bàn phím phẳng không có tăng giảm độ cao cho nên mình gõ nó sẽ hơi với tay một chút. Tuy nhiên thì cái ngược lại với cảm giác những cái bàn phím giả cơ khác thì con này có cái cảm giác bấm khá là nảy và cho cái độ đàn hồi cao cho nên khi mình bấm thì nó sẽ có cảm giác sướng hơn. Về cái bộ keycap này do là keycap tròn cho nên phải sử dụng một thời gian thì các bạn mới quen được. Nó rất là dễ bị bấm nhầm do cái diện tích sử dụng, cái diện tích tiếp xúc nó sẽ nhỏ hơn so với những con bàn phím dùng keycap vuông. Đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là cute. Đây. Về em chuột này thì khi mình cầm thì nó sẽ hơi nhỏ một chút so với mình, tại vì con mình tay của mình khá là to. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp với những bạn tay nhỏ và có không có ý định sử dụng chuột để chơi game thì có lẽ con chuột này khá là phù hợp. Ok, ngoài phiên bản màu vàng ra thì chúng ta sẽ còn có hai phiên bản nữa, đó là phiên bản màu xanh và màu đen. Đó, hai phiên bản đó thì nhìn cũng khá là cute đấy, tại vì nó sẽ tùy vào đối tượng thôi. Nhưng mà theo mình thấy thì cái bộ màu vàng này sẽ là cái bộ đẹp nhất trong ba cái bộ trên. Về thời lượng pin thì theo như nhà sản xuất nói là sử dụng khoảng tầm 6 tiếng, và cái này thì mình cũng chưa thử sử dụng hết 6 tiếng của em này thì nó sử dụng khá là dài do nó không có led mà. À, mình nói một chút nữa về cái con bàn phím này thì nó đang sử dụng là cao su nha các bạn, không phải là bàn phím cơ. Đây là bàn phím cao su thôi, bàn phím thường. Và nó sử dụng bộ keycap là khắc laser chống bay chữ chứ không có double shot, cũng không có xuyên led tại vì con này không hề có led. Ok, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại về bộ bàn phím và chuột không dây này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể về những cái ưu điểm trước. Những ưu điểm đó sẽ là không dây, đó là cái đầu tiên đó. Về không dây thì chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ gọn gàng luôn và không có dây nhợ lằng nhằng. Về thứ hai, ưu điểm của em này phải nói đến cái thiết kế cực kỳ dễ thương. Có lẽ cái bộ bàn phím chuột này nó sẽ hướng tới những bạn thích sự độc đáo cũng như là muốn tặng quà cho bạn gái hay là những bạn nữ nào mà đang cần tìm một bộ bàn phím chuột dễ thương và mang đi các nơi để sử dụng. Về cái nhược điểm thì sao? Nhược điểm của em này thì có lẽ là đến từ cái bui của nó. Cái bui của nó là hoàn toàn bằng nhựa cho nên nó sẽ không chắc chắn. Tuy nhiên thì đổi ngược lại chúng ta sẽ có một cái trọng lượng khá là nhẹ. Về con chuột thì nó sẽ thiết kế theo kiểu khá là giống của chuột của Apple cho nên mình cầm nó sẽ hơi mỏi tay. Đấy, cho những bạn nào mà chưa quen thì sẽ cầm hơi mỏi tay một chút. Và con phím bàn phím này tất nhiên không phải là bàn phím cơ rồi, tại vì giá của nó rất là rẻ, khoảng tầm 400 ngàn mà thôi, mà chúng ta đã có cả bộ bàn phím và chuột không dây luôn. À, có lẽ là như vậy thôi, tại vì với 400 ngàn thì mình khó có thể yêu cầu gì nhiều hơn về một bộ bàn phím và chuột không dây nữa rồi. Và cái chính của em này đó chính là nó cực kỳ dễ thương. Đó, ok, bây giờ mình đã review xong em bàn phím và chuột Cute này. Các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím và chuột này không? Hãy để lại ở phía dưới phần comment nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của Boss Gear đấy. Và nếu như các bạn có quan tâm về các video review Gaming Gear thì các bạn cũng có thể coi các cái video phía bên tay trái đây hoặc là phía bên tay phải đây của Boss Gear. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye!